Ban chỉ đạo Tết Quân dân năm 2023 tỉnh Kiên Giang đã tổ chức hội nghị thông qua kế hoạch tổ chức các hoạt động Tết Quân dân mừng Trôn Trần Nam Thơ Mây năm 2023. Đồng chí Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo các hoạt động Tết Quân dân giai đoạn 2021-2025 chủ trì hội nghị. Cùng dự còn có lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh và lãnh đạo huyện Châu Thành. Tại hội nghị, đại biểu đã nghe đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thông qua dự thảo các kế hoạch tổ chức các hoạt động Tết Quân dân mừng Trôn Trần Nam Thơ Mây năm 2023 trên địa bàn ấp Minh Hưng và ấp Hòa Hưng, xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Dự kiến Tết Quân dân mừng Trôn Trần Nam Thơ Mây năm 2023 diễn ra các hoạt động như tổ chức lễ xuất quân và phát động thi đua thực hiện các hoạt động Tết Quân dân mừng Trôn Trần Nam Thơ Mây, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, xây dựng nhà đại đoàn kết, khám bệnh, tặng quà, trao học bổng, tặng xe đạp cho học sinh nghèo học giỏi, xây dựng sửa chữa các công trình phúc lợi xã hội tại địa phương, tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ thể dục thể thao phục vụ nhân dân, hội thi làm các loại bánh đặc trưng của đồng bào dân tộc Khmer, thời gian tổ chức từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 12 tháng 4 năm 2023, lễ xuất quân diễn ra vào ngày 10 tháng 3 năm 2023. Tại hội nghị, sau khi nghe thông qua kế hoạch, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ thêm những nội dung cần làm trong quá trình diễn ra Tết Quân dân mừng Trôn Trần Nam Thơ Mây năm 2023 được thành công tốt đẹp. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Lưu Trung, trưởng ban chỉ đạo các hoạt động Tết Quân dân giai đoạn 2021-2025, đề nghị lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh, địa phương tổ chức tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân nhận thức sâu sắc nội dung ý nghĩa của hoạt động Tết Quân dân mừng Trôn Trần Nam Thơ Mây 2023. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là cơ quan thường trực ban chỉ đạo, cần sớm tham mưu tổng kết hoạt động và triển khai kế hoạch 2024, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các sở ban ngành địa phương, tích cực xây dựng các kế hoạch hoạt động cụ thể, khảo sát vị trí xây dựng, sửa chữa các công trình phúc lợi xã hội. Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành cần chuẩn bị lực lượng đối ứng trong các hoạt động giao lưu, các hoạt động vận động tham gia sửa chữa xây cất nhà, các hoạt động trò chơi dân gian, chương trình văn nghệ. Phải có lực lượng tham gia, xây dựng kế hoạch hoạt động, phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng ngành và xây dựng kế hoạch vận động kinh phí cho địa phương mình. Căn cứ vào cái quy mô như vậy, tôi đề nghị cái lễ xuất quân mình làm gọn nhẹ thôi. Gọn nhẹ, nhưng mà vẫn đảm bảo đầy đủ ý nghĩa, nội dung đầy đủ ý nghĩa, rồi làm tốt công tác thông tin tuyên truyền để vận động. Thì sau cái lễ xuất quân, đề nghị mình có thể kết hợp mình lại, mình làm cái động thổ cất mới một số căn nhà mình chọn trước để phân công ra từng nhóm đi xuống. Còn cái lễ tổng kết thì tôi đề nghị mình làm nó có sinh khí hơn, bởi vì nó ngay cái dịp Tết rồi. Tôi đề nghị Sở Văn hóa Thể thao phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình với Trung tâm Văn hóa Truyền thanh của huyện, các đồng chí làm cái chương trình văn nghệ phục vụ cho đồng bào, chương trình văn nghệ phục vụ cho đồng bào trong dịp Tết. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo các hoạt động Tết Quân dân giai đoạn 2021-2025, chỉ đạo các thành viên trong ban chỉ đạo, ban tổ chức và các ngành địa phương được phân công nhiệm vụ cùng nhân dân tích cực tham gia các hoạt động Tết Quân dân mừng Trôn Trần Nam Thơ Mây năm 2023 đạt kết quả cao nhất. Chấp hành nghiêm các quy định của ban tổ chức, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong suốt quá trình diễn ra các hoạt động Tết Quân dân mừng Trôn Trần Nam Thơ Mây năm 2023, đảm bảo kế hoạch và thời gian theo quy định.